28 lo lắng bị quấy vân, năm em nựng má trong buổi triệu tập. Đến giờ sáng ngày 26 tháng 4 này thì Ngân sẽ lên sở văn hóa thông tin là em lên một mình hay là lên có hai chị kia không, anh sợ người ta em. Bữa người ta nói là người ta gặp em ở đâu là người ta em ở đó. Người ta giận người ta nói vậy thôi. Xã hội đời này đâu có. Em phải hỏi cho biết chứ, để bữa đó em khỏi phóng sợ người ta. Trời ơi sao mà lại được mọi người ơi, Ngân ốm yếu lắm mọi người ơi, tướng Ngân có chút xíu à. Chịu đựng đối phương dọa từ lời nói tới hành động, biết nói lấy được phần thắng vẫn chơi tất tay. Bữa giờ người ta Ngân người ta còn tự bị chuyện người ta xong rồi hả? Ngân mà nói lại cái gì là người ta Ngân đó là sẽ bị đồ, người ta Ngân thế này thế kia thì chắc là người ta đó đó. Ngân biết đó là Ngân đang kiện cụ Khôi nhưng mà thôi, mình cứ kiện vậy mặc dù có thể là nó không có kết quả gì hết, tại vì người ta hét to là người ta tự tin đó là người ta Ngân, người ta bịa chuyện người ta nói Ngân, nhưng mà đụng cái người ta không có nói ra tên tuổi Ngân ấy. Chuẩn bị múc băng nem chua, chả quế. Để mai tôi đi mua hai cái món đó về tôi múc băng nha mọi người. Nhưng mà chắc Ngân phải đi mua nem chua chả quế nào mà bị hư không? Ngân múc băng nó mới vui. Chứ nem chua chả quế mà không bị hư, không bị hỏng, không bị thúi thì múc băng nó bình thường quá. Trưa ngày 21 tháng 4, Ngân 98 có buổi livestream tâm sự cùng khán giả trên kênh cá nhân. Cô cho hay những ngày qua mình là nạn nhân trong những buổi bình phẩm, nhưng hễ có động thái phản ứng lại bị đối phương dọa nhiều thứ, chịu hậu quả chuyện này chuyện kia. Dù vậy, tới hiện tại cô vẫn thấy mọi thứ khá ổn, bản thân chưa gặp phải một sự cố nghiêm trọng nào. Cô khẳng định mình không sợ lời dọa của đối phương vì tâm luôn hướng tới những điều tốt đẹp, tin rằng cuộc sống của cô sẽ suôn sẻ. Khi được khuyên không nên so đo với người không bình thường, Ngân 98 cho rằng nhận định của khán giả về trạng thái tâm lý của đối phương là chưa đúng. Theo cô, đối phương là một người không mắc vấn đề tâm lý đáng lo ngại nào, nhưng vì có cái tâm muốn hạ bệ người khác nên mới có hành vi hạ người khác nâng bản thân lên. Cũng trong buổi livestream, Ngân 98 một lần nữa thông báo với người xem về thời gian, địa điểm cô sẽ gặp gỡ với cơ quan chức năng giải quyết vụ ồn ào này. Được biết, vào lúc 9 giờ sáng ngày 26 tháng 4, Ngân 98 sẽ có mặt để làm việc. Người đẹp tỏ ra lo lắng khi hỏi Lương Bằng Quang về việc ngoài cô ra cặp chị em kia có mặt hay không. Nữ DJ cho hay cô lo sợ gặp phải hai người bị đối phương tác động vật lý. Trước câu hỏi của người yêu, Lương Bằng Quang trấn an bạn gái, cho biết buổi gặp sắp tới sẽ chỉ có cô. Về việc người kia từng có lời dọa sẽ nựng má Ngân 98, anh cho rằng đó chỉ là lời nói trong giây phút không kiềm chế được cảm xúc của đối phương, bạn gái không cần quá lo lắng. Dù vậy, nữ DJ vẫn khá lo ngại, cho hay cô cần chuẩn bị tâm lý trước để khỏi tốn công trang điểm. Khi có ý kiến cho rằng Ngân 98 cứ việc ăn miếng trả miếng nếu đối phương có hành vi quá khích, Ngân 98 cho rằng vì cô là người có vóc dáng khá nhỏ nhắn nên hoàn toàn không thể tự vệ, chống lại phe kia nếu như thực sự họ có ý định làm những điều không hay. Theo Ngân 98, nếu cộng đồng mạng được thấy cô ngoài đời chắc hẳn cũng sẽ cảm thấy thương cô ngay lập tức khi thấy dáng người nữ DJ quá nhỏ nhắn. Được biết, Ngân 98 đã gửi đơn đề nghị xử lý từ khi đối phương mới lên livestream nặng lời với cô, nhưng có lẽ tới nay cơ quan chức năng mới bắt đầu xử lý tới đơn kiện của cô. Người đẹp biết rằng vụ kiện của mình có thể sẽ chẳng mang lại kết quả gì, người có hành vi không hay với cô có thể cũng sẽ không phải chịu trách nhiệm, nhưng cô vẫn muốn làm tới cùng. Theo cô, đối phương cũng đã luồn lách bằng cách không nhắc trực tiếp tên, chỉ ám chỉ để người xem hiểu sai về Ngân 98. Chính vì thế, họ cũng tự tin trong việc thách thức. Ngân 98 muốn theo vụ kiện để người trẻ sẽ nhìn vào và cẩn thận với những phát ngôn của mình, tránh bôi nhọ người khác rồi lại trốn tội dễ dàng bằng cách không nêu tên tuổi. Hiện cô đang làm mọi thứ trong tâm thế kiện được cứ kiện. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.